Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thành Bình. Thì như lời hứa với các bạn thì hôm nay mình sẽ thay nguyên một cái mặt phím này bằng cái nguyên một cái dàn key cap này bằng key cap matcha. Thì mình không có tháo ra trước, tại vì có nhiều bạn nói, có nhiều bạn hay nói là tháo ra trước rồi đổ sẵn đồ này nọ, đúng không? Bình thường mà mình xài như thế nào mình để nguyên như thế đó thì chuẩn à. XDA hoặc là SA, người xưa mấy người mà thư ký hồi xưa ta hay đánh cái chuẩn đó nhiều. Các bạn tháo nhẹ nhàng thôi, không cần gấp làm gì đâu đó. Ngoài bàn phím thay vì mình tháo sẵn rồi mình để đây rồi mình chỉ có ráp vô thôi thì nó nhanh, nhưng mà thế nào mình ráp vô xong thì thế nào các bạn cũng kêu nói chung là các bạn sẽ nói là cái này cái kia, nói là đó mình thích cái độ im nữa mà đó, mình thích độ im đó bạn ha. À, cái này có lúc rồi mình thích cái độ im rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vài con sao rồi bạn rớt cái chút lụm thôi. Bạn thép nhé bạn. Một, hai, ba, bốn, năm con. Rồi, chúng ta có năm con, chúng ta sẽ thế năm chú hổ vào đây để chúng ta sẽ nghe âm thanh của năm chú hổ. Đó các bạn, năm chú hổ ha. Năm chú hổ năm chân, hết quáp này của mình cũng năm chân. Như vậy là mình sẽ vô được. Mình không lúp luôn nha các bạn nha. Mình không lúp luôn. Mặt chú hổ lên trên nha các bạn. Rồi, năm chú hổ phiên bản đặc biệt. Dạ, hấp dẫn đây. Đầu rẫy này nè, chơi game hấp dẫn đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thay tất cả các phím vô ha các bạn ha. Thay trực tiếp cho các bạn xem luôn, không độ chế, không bùa gì hết á. Rồi, bắt đầu mình thay ha. Đầu vô dàn ép đi. Thì các bạn, người bán thì họ sắp cho mình rồi. Quá, người bán phải sắp sẵn nè. Không thì chúng ta sẽ thuộc, không thuộc thì các bạn cứ coi bàn phím chụp hình trước khi các bạn thay phím. Đó là những cái cách mà mình làm đầu vô thì chưa quen, dần dần các bạn sẽ quen thôi, không lo gì, cũng vậy mà thói quen làm riết nhớ luôn à. Thay ra thay vô, đặc biệt là bạn nào mà đam mê mà
game á, hoặc là sưu tầm á, là thường là gõ phím nhanh lắm để tháo ra, tháo ra học ưng gắn vô, vô tháo ra suốt ngày vậy á, nên là thật luôn à. Mình chỉ gắn theo chuẩn trước đi nha, rồi sau này mình thay mấy cái phím mấy cái phím hình ảnh vô. Đây là bộ matcha nhiều bạn thì họ hay cắt ghép, cắt ghép để chi, để ta là bùa, bùa bùa mấy chiêu. Các bạn hỏi là tại sao bùa đúng không? Tại vì đôi lúc mà không bùa thì nó không có hoàn hảo. Nghe thì cũng hay vì nó bự, nó không có bị cấn. Đáp cái bàn phím này chừng 3 phút hả bạn? Bạn thông cảm chịu khó chờ chút nha. Matcha vô với màu khối thì cũng được. Nhiều bạn thích matcha vào với màu trắng. Phím spray bị kê vậy. Sao đâu, chút nữa mình coi lại. Sẵn mình thẩm du luôn mấy con hổ đỏ hôm qua mới lấy về. Đây là 9,5 nha các bạn, không phải 9 mm nha, 9,5. Mình thì mình thích con bi hơn. Nhưng mà lỡ bữa mình lấy cái bộ này về thì cái bộ bi mà mình đặt á thì bi hộp chứ không phải bi bịch, nên là mình lại phải đợi. Nó có nhiều, một cái bàn phím này nó có nhiều loại lắm nha các bạn. Các bạn để ý cái chân đồ này nọ nha, nó có độ dày của phím, ví dụ độ dày thằng này là 1,5 mm nè. Nó có độ dày nữa, các bạn để ý nha. Chúng ta không để ý thì chúng ta cái độ dày của nó. Chúng ta cũng mua một loại bàn phím, các bạn nói ủa sao các bạn gõ âm thanh nó khác chứ lại mình, là tại vì nó còn cái độ dày của phím nha các bạn nha. Các bạn để ý giùm mình nha. Không là các bạn mốt các bạn nói ủa sao cái âm thanh nó ra khác nhau. Đồ, mình nói luôn, con này thì nó độ dày, nó là độ dày của nó là 9,5. Mấy phím này bị kê, chút nữa mình sẽ kiểm tra sao, không sao. Nói cho bạn thấy không gian lận một chút gì, âm thanh có như thế nào các bạn nghe như thế đó luôn á. Chắc đó, to quá hôm nay là nó đánh cái âm thanh nó to. Nó không có bị, nó không có lo cái vụ mà sạch, có nghĩa là bị dướng phím á bạn. Dướng phím giữa cái switch với lại cái cây cáp á, nó không có bị dướng.
đó các bạn thấy nhà cây bớt không, chắc lắm mà. Con nó bị kê rồi. Được rồi. Xin lỗi các bạn chút nha. Không nhìn mà gắm nên nó bị ngược rồi. Các bạn nữ gì thích cái loại này lắm. Đây là phím mình à, các cái phím thì mình chưa có à, phím thì mình lúc rồi, cái con này thì mình cũng lúc rồi nha các bạn nha. Rồi chúng ta lại tiếp tục ha, sắp xong rồi, nhanh lắm các bạn à. Không bùa gì hết nha, làm này là làm cho các bạn coi à, chứng minh luôn là mình không có bùa. Các bạn không thích thì các bạn kéo nhanh. Này cũng chẳng câu giờ trên YouTube làm gì đâu. Có kênh khác là mình bỏ kênh khác chứ mình cũng không câu giờ làm gì đâu. Mình với bạn cùng thẩm du, mình với bạn cùng thẩm du cái bàn phím này. Rồi nó làm sao ha, âm thanh nó làm sao. Rồi có đáng đầu tư không? Mấy con cuối thôi, không nhiều đâu. Rồi. Nút xe bay. Rồi, nút xe bay thì mình với các bạn chắc phải coi thử nó nha. Vì cái xe bay này coi này các bạn, các bạn nhìn ha, nó sẽ bay. Rồi, để mình để là đây, nó sẽ bay. Ồ, rất bằng. Đấy bạn. À, rất bằng nha. Rồi. Sẵn mình đi mấy con chơi luôn ha. Con gì? Con vàng à. Russian Pow đúng không? Rồi. Gắn ngược hiện hồi mình ráp vô lại, không có lo gì cả, mình chỉ gắn cho nó lên định hình bàn phím, màu sắc bàn phím cho các bạn thấy là nó đẹp không đẹp, rồi âm thanh nó tốt không tốt, còn chỗ nào mà chưa hoàn hảo thì chút nữa mình chỉnh sao.
theo lời hứa của bạn ha. Đấy, bây giờ cái nút à, còn nút gì, nút đi, bốn chiếc lá. Lá thì lá, lá điều hướng thì điều hướng ha, không thì đó, các bạn nghe cái âm thanh ha. Rồi giờ mình sẽ test âm thanh ha. Coi nút nào mà chưa vô hết thì chúng ta sẽ phải đưa nó vô hết các bạn ha. Đặc biệt các cái nút dài nè. Rồi ở đây chúng ta bật bật lên nè, cái receiver của nó là các bạn, receiver cái thằng này nó có cái độ giữa cái chỗ dở vậy nè, đèn đẹp, pin tốt mà ha, nút bật wireless cũng tốt mà đây, mà cái receiver ấy, thì để ngoài này nè, nó không có cục khích hay là gì hết, lỡ mớ là mất nè các bạn ha. Cái receiver này lỡ mớ là mất nè, thì các bạn cẩn thận với cái receiver này à, mình cũng không biết nói sao nữa. Rồi giờ ví dụ như mình thử đó, tiếng của con hổ các bạn, tiếng của con hổ khi kết hợp với tiếng của hổ kết hợp với lại bàn phím XDA nó ra đầm bạn, đầm. Nếu mà thấp hơn thì có lẽ là thằng mấy thằng keyboard nghe nghe nó thấp hơn. Rồi thử nha. Bàn phím tương đối là bằng các bạn à, phải làm quen với nó rồi à, mình quá quen với loại bàn phím Cherry rồi. Nhớ đây nè bạn, nó nhỏ nhỏ, nó dẹp mà nó cong vậy nè, chụp như là nó dính à. Còn thằng này thì có vẻ nó mọc ú ha. Nó mập ú mà nó bằng phẳng các bạn. Con muốn về bên cha mẹ lắm.
nhớ cá bạ nhiều lắm. Mình không quen mà cái chuẩn này, làm sao cho bàn phím ngon nhất. Thử ra ha, làm sao cho bàn phím ngon nhất có thể. Rồi đó các bạn, thì một cái bàn phím MK 870 tìm đây, hiệu bàn phím này các bạn, mình sẽ cho các bạn coi đây, FNL CMMK MK 870, đi cùng với nó là một cái cây cáp, bộ cây cáp Matcha, bộ cây cáp Matcha có nhiều cái tiêu chuẩn. Đây là tiêu chuẩn 9,5 mm, độ dày là 1,5 mm, khá là cao. Các bạn chắc có lẽ các bạn gắn nó rồi các bạn sẽ phải làm quen á, các bạn sẽ tập làm quen với cái tiêu chuẩn này. Nó hơi lạ lạ, mình cảm giác nó hơi lạ lạ, để cái tay lên, để ra tay lên như thế này nó hơi lạ lạ các bạn. Nó cũng vậy thôi, nhưng mà có lẽ các bạn phím nó như thế nào, mình cảm nhận nó như thế nào, nó to to, cái phím nó to to, chụp vô nó có vẻ nó không chuẩn lắm. Thì này có lẽ là do cái cảm quan của mình thôi, cái nhìn nhận cảm quan của mình thôi. Tiếng hổ đầm có hiện tượng, không có hiện tượng, là tiếng thóc, tiếng hổ đầm lắm mà. Rồi để mình thử, nếu không lấy hổ ha, sẵn ở đây có đây, mình thử mình test luôn này. Giả dụ mình không dùng con hổ, có nghĩa là không dùng một cái nút hổ. Hôm nay giá cao rồi nha các bạn, mình thấy nó lên tới 80.000 luôn á các bạn. Rồi, nếu mình không lấy phím hổ, chuyện gì diễn ra, chắc đến cái mức lên phím luôn hả ta, các bạn, nó dính lên luôn. Để coi cái gì, cái khớp hổ không chắc chỉ vậy ta. Chân phím hổ có đủ keo luôn các bạn à. Hay chân phím hổ có đủ keo luôn, cha cha, nó sẽ chắc vô cùng khi mà lôi nó lên. Rồi phải ra lôi hết lên luôn nè bạn nè. Mình lôi hết phím hổ lên nè. Nó rất là khớp với cái cây cáp nên là nó quá cứng luôn. Một hổ, hai hổ, ba hổ, bốn hổ, đây còn số 5 đây. Tùy bạn nha, nhà mình thì mình không thích cái, mình chắc là mình sẽ không thích cái loại này, mình sẽ không thích cái chuẩn XDA này. Chắc có lẽ các bạn thích á, mình thì mình không thích. Không phải lúc nào nó nóng là gì nè bạn, gỡ nóng có nghĩa là không có tắt đèn mà gỡ ra luôn thì được gọi là gỡ nóng, người ta gọi là hot swap.
thì thôi để tắt đèn đi cho nó an toàn. Mình cũng chẳng cần làm gì mà dùng hết quáp rồi. Các bạn thì bạn đó, các bạn có thể giờ gỡ nóng cái switch đó luôn, chúng ta gọi là hết quáp. Mình chẳng cần hết quáp làm gì đâu, thì mình cũng chẳng cần gỡ nóng các bạn ha. Rồi vậy là con hổ thì chỉ có đẹp thôi, đẹp đầu tiên là vậy. Còn đánh thì cũng được, nhưng mà với mình thì nó chỉ có đẹp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa một con khác ha, chất lượng tương tự như con hổ, giá rẻ hơn, giá chỉ có 1/6 con hổ. Lưu chưa? Rồi chưa lúc luôn, để cho công bằng như nhau nha. Chưa lúc luôn. Các bạn hỏi sao biết chưa lúc? Bóp vô nó sượng. Thứ hai nó không có cái ánh của cái mỡ. Ánh của mỡ. Các bạn nhìn. Chân con này là không có đổ keo chứ các bạn. Chân con này không có đổ keo giống hổ, hổ làm kỹ ghê luôn á. Hổ đổ keo chân luôn. Ghê thiệt. Đổ keo chân luôn thì nước sẽ không bao giờ làm hư cái chân. Nhưng đổ keo chân luôn thì không thể thay được, nếu lỡ hư là thua. Rồi. Bây giờ ta sẽ nhận vô. Xin lỗi, ngược. Chà, có lẽ nút này mình thích hơn hả các bạn. Có lẽ nút này mình sẽ thích hơn á. Thóc hơn rõ ràng, giá rẻ hơn 1/6. Âm thanh giá 1/6, những âm thanh lại nghe rất hay. Không dám nói hay hơn con hổ, những âm thanh nghe rất hay nhé các bạn. Rồi. Đây là âm thanh của keyboard nha các bạn. Mình cà thử coi. Tiếng của MMK Merry Christmas nghe rất là hay các bạn à. Mình không biết sao nữa mà mình nghe rất là hay. Âm thanh nó chắc nịch luôn á.
rất hay các bạn. Không hiểu nữa, giá nó chỉ bằng 1/6 cái con hổ thôi nha các bạn nha. Đẹp, tuy nhiên là độ bền độ chắc thì chắc là không bằng con hổ rồi. Hổ đổ chân keo, đổ keo chân thì chắc là khỏi chê rồi. Nhưng mà có một cái âm thanh thì có lẽ con hổ nó đầm hơn. Để con hổ mình thử vào các cái nút này xem sao các bạn, các cái nút rau xem sao nha. Con hổ thử vào nút rau này có rồi. Để mình thử vào con hổ vô đây ha các bạn ha. Các bạn sao chắc chứ ta, công chân à các bạn. Này nó hơi nhỏ mà bên này nó mà bị công chân á các bạn, lấy cái đồ các bạn nắn lại thôi, cái kìm á các bạn nắn nè nè các bạn, mình mà rút lên không khéo á là bị cong chân. Ta chỉ lấy cái kìm chúng ta nắn lại là xong à. Xét lại thử coi. Rồi. Rồi. Có đánh giá luôn. Như vậy con hổ á, các bạn chỉ nên, mình nghĩ nha, làm phím bấm ha. Các bạn đưa và đừng có đưa con hổ vào những cái vị trí phím dài, sẽ không hay cho các bạn. Đưa hổ vào phím bấm thì hay lắm. Âm thanh hổ bên phím bấm rất là chắc, nghe rất là rõ ràng các bạn ha. Lên phím bấm bên họ chắc lắm luôn, nhưng đưa vào space và đưa vào enter cũng như là nút shift thì lại không hay. Mà lại đưa con đưa cái con này thì lại rất hay nè các bạn. Đưa cái con MMK Merry Christmas này lại rất là hay nè, giá chỉ có 13.000 thôi, lại rất là hay. Lắm các bạn. Âm thanh rất hay. Cái thằng này thì nó khất nhẹ, nó sạch sạch, do là cái thằng nè, mấy thằng keyboard các bạn, nó có cái khất nhẹ,
bấm tới đây để bạn cảm nhận được nè, chơi game các bạn cảm nhận được nè. Còn thằng này thì nó không có cái khất đó, nó đi là nó đi luôn. Vậy là nó tương tự như cái key box break. Cái thằng này, cái thằng đúng rồi, tương tự như key box break, nó không có nút khất. Chính xác, tương tự như key box break, nút rất chắc, không có độ rơ nút nhiều. Rồi, như vậy mình sẽ có những cái đánh giá như sau. Thì mình nói với các bạn à, mình thích nhạc keyboard. Mình thích nhạc keyboard. Đặc biệt mình thích keyboard round. Do là mình chơi game, mình đánh văn bản, êm, độ nhạy tốt. Nhưng mà nếu nói độ chắc âm thanh thì keyboard round không qua được khẩu rồi. Khẩu rất là tốt trong phím bấm. Nhưng mà nếu bỏ vào 5 phím đặc biệt gồm Space, Enter và Shift, Space, Enter, Shift, thì mình nghĩ rằng cảm nhận cá nhân mình, hổ không hơn được con này các bạn. Hổ không hơn được con này. Bản thân Holy Panda cũng không hơn được con Meritrix Note luôn. Tại vì sao? Con Holy Panda các bạn nhìn thấy nó ngon vậy chứ đèn nó mất. Thứ nhất là đèn nó cũng được á, nhưng mà nó cảm thấy yếu ớt đó, mình không biết nữa. Nhiều người nói đắt sắc ra miếng chứ mình thấy Holy Panda hổ, nếu mà được chọn lựa nha, mình sẽ lấy con này làm phím bấm, con này làm phím lên xuống chỉ ngang để vô ngay chỗ WSDA để mình làm phím di chuyển của chiếc xe tăng. Hoặc là tại mình chơi Wintoner nên mình sẽ dùng đây và đây. Những phím dài mình sẽ để con này, mình để con này. Những phím dài mình sẽ để con này. Con này ngon, ngon hơn, mình cảm nhận cá nhân mình ngon hơn cả dòng Holy Panda luôn. Thứ nhất là ngon dàn chân nha các bạn. Thứ hai cái dàn nổ con này, dàn nổ con này có nghĩa là nghe cũng rất là hay. Holy Panda nổ lớn hơn thôi, chứ ở dưới đã lúng xuống dưới độ rơ cao rồi. Thằng này nó nhờ nó vuông lúng đâu cũng vậy vậy, nó đâu có bị lắc đâu các bạn. Rồi, đó là những cái đánh giá của mình. Như vậy bàn phím MMK 870 với cái keycap Matcha. Với cây khắp Matcha, với các cái phím bấm K-pop Round rất hay, Sweet Tiger rất hay, rất chắc, chắc hơn Round rất là nhiều luôn, hay chắc hơn Round nhiều. Để đây thì được, để những vị trí này thì khỏi chơi, hoặc là để vị trí WSAD để chơi game thì khỏi chơi. Còn vô những phím Enter này thì trước mắt mình đánh giá là hổ, mình nghĩ là không bằng con Merry Christmas này, cảm nhận cá nhân nha. Rồi thì tới đây mình cũng kết thúc cái phần trải nghiệm thử với cái keycap matcha với cái chuẩn là SDA, độ cao là 9,5mm và độ dày là 1,5mm. Thì cảm quan mình cảm thấy bàn phím rất là ổn, rất là hay trong tầm giá. Chỉ có một điều đó là cái chuẩn XDA thì mình chưa có quen. Có lẽ là do cái phím bấm mình để tay lên mình cũng cảm nhận nó như thế nào các bạn, nó bự bự lắm, nó mập mập lắm. Thì cái cảm nhận cá nhân thôi. Rồi tới đây thì mình xin kết thúc cái phần review cái
bàn phím MK870 kết hợp với lại các nút phím matcha chuẩn SDA cũng như là các cái switch Tiger, switch keyboard round, switch MMK Panda với cái tên là Merry Christmas. Cái này của con MMK Merry Christmas. Rồi, tới đây mình kết thúc tại đây nha các bạn ha. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.